Không ứng cử viên nào có cách biệt lớn hơn 2% ở bất kỳ bang nào trong 7 bang chiến trường. Đó là kết quả thăm dò dư luận do báo The Hill và tổ chức Decision Desk HQ, DDHQ, công bố ngày 1 tháng 11. Tại 3 trong số 7 bang chiến trường, được gọi là bức tường xanh, gồm bang Michigan, bang Pennsylvania và bang Wisconsin, cách biệt giữa hai ứng cử viên Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa là dưới 1%. Gần 70 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm, nhưng việc suy đoán kết quả cuối cùng từ các số liệu bỏ phiếu sớm thường không đáng tin cậy. Truyền thông Mỹ nhận định rất khó dự đoán kết quả của cuộc bầu cử nếu chỉ dựa trên dữ liệu khảo sát số phiếu bầu sớm, bởi có sai số và phụ thuộc vào chính sách vận động cử tri của từng đảng. Các cuộc thăm dò dư luận mới cho thấy cuộc đua đang rất gay cấn và có vẻ như ông Donald Trump đang có một chút lợi thế. Cựu Tổng thống Mỹ đang dẫn trước ở nhiều bang chiến trường hơn so với đối thủ Harris trong các cuộc thăm dò dư luận mới nhất. Năm 2016, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đã giành được số phiếu phổ thông nhiều hơn 2% so với đối thủ Donald Trump, nhưng bà vẫn thua về chung cuộc. Vì vậy, lợi thế của ông Trump chưa phải là chắc chắn. Dự báo của DDHQ và 538 cho thấy ông Trump có lần lượt 54% và 51% cơ hội chiến thắng. Hiện tại, có sự chia rẽ rõ ràng giữa vành đai mặt trời và bức tường xanh, và sự chia rẽ càng trở nên sâu sắc hơn trong những tuần gần đây. Kết quả thăm dò của DDHQ cho thấy ông Trump có lợi thế lớn nhất trong bất kỳ chiến trường nào ở Arizona, nơi ông dẫn trước 2%. Không xa phía sau là bang Georgia, nơi ông dẫn trước 1,9%, và bang North Carolina, nơi ông dẫn trước đối thủ 1,4%. Theo các mô hình dự báo của DDHQ, ông Trump có 65% cơ hội chiến thắng ở Georgia, trong khi ông có không quá 53% cơ hội ở bất kỳ bang nào trong 3 bang bức tường xanh. Điều quan trọng là phải tính đến phiếu đại cử tri ở đây. Các cuộc thăm dò của Maris tại các bang chiến trường Michigan và Pennsylvania được công bố vào hôm 1 tháng 11 cho thấy bà Harris dẫn trước đối thủ Đảng Cộng Hòa 2 điểm phần trăm ở mỗi bang, 50% so với 48%. Cuộc thăm dò thứ 3 đối với cử tri bang Wisconsin cho thấy điều quan trọng là phải tính đến phiếu đại cử tri ở đây. Các cuộc thăm dò của Maris tại các bang chiến trường Michigan và Pennsylvania được công bố vào hôm 1 tháng 11 cho thấy bà Harris dẫn trước đối thủ Đảng Cộng Hòa 2 điểm phần trăm ở mỗi bang, 50% so với 48%. Cuộc thăm dò thứ 3 đối với cử tri bang Wisconsin cho thấy bà Harris dẫn trước 3 điểm phần trăm, 51% so với 48%. Nếu bà Harris giành chiến thắng ở 3 bang bức tường xanh, bà sẽ trở thành chủ nhân của Nhà Trắng, ngay cả khi ông Trump chiến thắng ở 4 bang chiến trường khác, miễn là kết quả tại các bang vẫn giữ nguyên như cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trong kịch bản đó, bà Harris sẽ giành chiến thắng với tỷ lệ sít sao nhất, có thể là 270 phiếu đại cử tri so với 268 phiếu đại cử tri dành cho ông Trump. Vấn đề ám ảnh mọi tổ chức thăm dò dư luận có uy tín là liệu mô hình của họ có thể sai lệch hay không. Các cuộc thăm dò về cơ bản là có căn cứ, nhưng nó cũng có thể xảy ra lỗi hệ thống. Trong mỗi cuộc bầu cử, kết quả thăm dò đều có mức độ chênh lệch nhất định với kết quả cuối cùng. Đây là điều không thể tránh khỏi, vì các đơn vị thăm dò chỉ có thể ước đoán những ai sẽ thực sự đi bầu. Bên cạnh đó, nhiều người chỉ đưa ra quyết định khi tới hỏng phiếu. Một số sự kiện đột xuất cũng có thể xuất hiện ở những phút cuối cùng. Để có thể vượt lên trong cuộc đua sít sao bầu cử ngày 5 tháng 11, cả hai ứng cử viên đã nỗ lực hết sức trong chặng đua nước rút cuối cùng, với một loạt các cuộc meeting ở các bang dao động sẽ thử thách sức bền của họ và khả năng thuyết phục những cử tri còn do dự. Lịch trình vận động tranh cử của cả hai ứng cử viên đều dày đặc tại các bang chiến địa như Georgia, Bắc Carolina, Michigan, Virginia và Pennsylvania. Đáng chú ý, tại Milwaukee, Wisconsin, hai ứng viên đã tổ chức các cuộc meeting chỉ cách nhau có vài km vào cuối tuần. Bà Harris đang nỗ lực để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ đã truyền tải thông điệp của bà rằng ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ. Bà tập trung vào chiến lược kêu gọi các cử tri trung dung và thúc đẩy người ủng hộ đi bỏ phiếu thông qua các hoạt động vận động thực địa. Tại Wisconsin, bà đã chỉ trích ông Trump là người ngày càng bất ổn, bị ám ảnh bởi sự bất bình. Chiến dịch của bà Harris được hỗ trợ bởi nhiều ngôi sao nổi tiếng như Jennifer Lopez, Cardi B, Beyoncé và Bruce Springsteen. Tại Milwaukee, nữ ca sĩ rap Cardi B đã cùng bà Harris kêu gọi cử tri tạo nên lịch sử. Trong khi đó, ông Trump, 78 tuổi, người từng thua cuộc năm 2020 và là ứng cử viên tổng thống đầu tiên bị truy tố, đang theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết, với những đề xuất cải tổ chính phủ theo hướng cánh hữu và các chính sách thương mại quyết liệt. Tại Michigan,
Ông Trump đã chỉ trích mạnh mẽ nền kinh tế dưới thời Biden-Harris, điều mà các nhà kinh tế không đồng tình với nhận định này và cảnh báo rằng một cuộc suy thoái kinh tế theo kiểu năm 1929 sẽ xảy ra nếu bà Harris được bầu. Cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 11 tới và các cuộc meeting cuối cùng của ông Trump và bà Harris sẽ kết thúc vào đêm 4 tháng 11. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần và cả thế giới, trong đó có ASEAN, đang theo dõi chặt chẽ xem ai sẽ là nhà lãnh đạo tiếp theo của nước Mỹ. Thời gian qua, Mỹ là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của ASEAN, có quan hệ quân sự chặt chẽ với nhiều quốc gia trong khối và coi Đông Nam Á là đối trọng quan trọng với Trung Quốc. Theo phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Indonesia, mặc dù Đông Nam Á thường được coi là trụ cột chính trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, nhưng Tổng thống Joe Biden đã vắng mặt 2 năm liên tiếp tại hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ tại Indonesia 2023 và tại Lào 2024. Mặc dù sự vắng mặt của Tổng thống Biden tại hội nghị cấp cao tại Lào có thể dễ hiểu khi xét đến những yêu cầu của cuộc bầu cử Tổng thống đang cận kề, nhưng giới quan sát cũng đánh giá quyết định này phản ánh một xu hướng rộng hơn trong chính sách của Mỹ đối với ASEAN. Ngay cả khi cuộc bầu cử Tổng thống đang đến gần, cả hai ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa không có nhiều tuyên bố về Đông Nam Á, một khu vực mà Washington rất muốn tranh thủ trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy vậy, xét về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Mỹ và ASEAN vẫn có những bước tiến tích cực và đáng kể trong thời gian qua. Về mặt kinh tế, Mỹ hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào ASEAN, với tổng giá trị thương mại giữa hai bên đạt tới 500 tỷ đô la vào năm 2023. Kể từ năm 2002, Mỹ đã cung cấp hơn 14,7 tỷ đô la viện trợ kinh tế, y tế và an ninh cho các quốc gia trong khu vực, khẳng định vai trò không thể thiếu trong sự phát triển toàn diện của ASEAN. Mối quan hệ hợp tác quân sự quốc phòng giữa Mỹ và các nước khu vực, đặc biệt là Philippines, được tăng cường trong thời gian qua. Các nước ASEAN cũng đang theo dõi chặt chẽ những thay đổi tiềm ẩn trong các chính sách của Mỹ có thể tác động đến thương mại, đầu tư và sự ổn định địa chính trị khu vực, bao gồm chính sách thương mại và thuế, cạnh tranh Mỹ-Trung, thị trường tài chính và biến động tiền tệ, năng lượng xanh và biến đổi khí hậu, tái cơ cấu chuỗi cung ứng và cơ hội khu vực. Đánh giá về chính sách của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đối với khu vực, giới phân tích nhận định, nếu đắc cử, nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump có thể đi kèm với mức tăng thuế quan lớn và khả năng tiềm tàng về một cuộc chiến thương mại khác, với tác động lớn đến các mạng lưới sản xuất trên khắp châu Á. Những chính sách có thể tác động đến lĩnh vực xuất khẩu của Đông Nam Á và gia tăng áp lực buộc các quốc gia ASEAN phải chọn phe nếu cuộc cạnh tranh Trung Quốc-Mỹ leo thang. Còn bà Kamala Harris được cho là sẽ có những bước đi xa hơn so với con đường của Tổng thống Joe Biden vạch ra tại khu vực, nhắm mục tiêu và trừng phạt một số ngành công nghiệp chọn lọc, được coi là quan trọng đối với nền an ninh kinh tế của Mỹ. Chính quyền của bà Harris cũng sẽ theo đuổi cách tiếp cận kết hợp giữa ngoại giao, chủ nghĩa đa phương, tập trung vào con người và tự do dân chủ. Cách tiếp cận đa phương mang tính tham vấn của bà Harris được đánh giá là sẽ dễ chịu hơn với châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, giúp môi trường ổn định và dễ đoán hơn. Về mặt chính sách, bà Kamala Harris có thể tập trung và chú ý nhiều hơn vào khu vực này, trong khi ông Donald Trump được đánh giá là quyết đoán hơn về các khu vực tranh chấp trên biển, có thể tạo ra căng thẳng và đối đầu tại một số điểm nóng. Chính quyền của ông Trump sẽ tập trung nhiều vào vấn đề kinh tế, các thỏa thuận thương mại và hiệp ước an ninh có lợi trực tiếp cho Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức, nhà ngoại giao, doanh nghiệp và nhóm nghiên cứu châu Á và Mỹ nhận định, không ứng cử viên nào đưa ra các chính sách có thể được coi là lý tưởng đối với châu Á. Thực tế, cả hai ứng cử viên đều có cách tiếp cận tương tự, duy trì xu hướng gia tăng các hạn chế thương mại và cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, mở rộng kiểm soát thương mại và công nghệ. Ông Trump sẽ áp dụng cách tiếp cận theo hướng nước Mỹ trên hết, còn bà Harris cũng không thể đưa thế giới trở lại năm 1995 khi WTO được thành lập, với việc thúc đẩy giảm rào cản thương mại và mở rộng thương mại toàn cầu. Do đó, sự khác biệt giữa hai ứng cử viên đối với khu vực không phải là phương hướng mà chỉ là cường độ. Đối với các quốc gia ASEAN, quỹ đạo tương lai của mối quan hệ với Mỹ ở mỗi quốc gia sẽ khác nhau, phần lớn được thúc đẩy bởi động lực trong nước. Nhìn chung, các nước ASEAN sẽ tiếp tục củng cố quan hệ với Mỹ, trong khi nỗ lực tái cân bằng quan hệ với Trung Quốc. Nhiều nước trong khu vực bày tỏ hy vọng vào tính liên tục trong chính sách của Mỹ đối với khu vực, nhưng cũng cho biết đã chuẩn bị cho sự thay đổi đáng kể sau cuộc bầu cử Mỹ, sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mùng 5 tháng 11, một số doanh nghiệp ở Washington DC đã chuẩn bị sẵn sàng, không phải để tận dụng cơ hội kinh doanh, mà là sẵn sàng phòng vệ trong bối cảnh lo ngại bất ổn sẽ xảy ra trong ngày bầu cử.
Các cuộc thăm dò dư luận cả trên toàn quốc và ở 7 bang bị chia rẽ cho thấy cuộc đua giữa cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris sẽ vô cùng xích sao. Ông Trump tiếp tục tuyên bố rằng thất bại năm 2020 của ông trước Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden là kết quả của gian lận. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng ông và người ủng hộ vẫn kiên trì lan truyền quan điểm này. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ của bà Harris đang chuẩn bị cho khả năng ông Trump có thể cố gắng sớm tuyên bố chiến thắng. Trong cuộc bầu cử năm 2020, bắt đầu từ giữa năm, ông Trump đã tuyên bố sẽ có gian lận trong bầu cử Tổng thống Mỹ theo hướng bất lợi cho ông, nhưng không đưa ra bằng chứng nào. Sau khi thất bại trước ông Biden trong cuộc bầu cử tháng 11 với cách biệt hơn 7 triệu phiếu phổ thông, ông Trump càng quyết liệt cáo buộc Đảng Dân Chủ đã gian lận và ông mới là người chiến thắng thực sự, đồng thời tìm mọi cách để lật kèo kết quả bầu cử. Ngay trước phiên họp xác nhận chiến thắng của ông Biden tại đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Trump đã phát biểu trước đám đông ủng hộ tại Nhà Trắng và sau đó, ít nhất 2 lần, ông đã hô hào đám đông tụ tập trước Nhà Trắng, tuần hành về phía tòa nhà Quốc hội, khiến đồi Capitol dần chật cứng người. Ông Trump khuyên người ủng hộ nên tuần hành hòa bình, nhưng chỉ nói từ hòa bình một lần, trong khi lặp lại từ chiến đấu tới 23 lần, dù không trực tiếp kêu gọi đám đông đụng độ bạo lực với lực lượng thực thi pháp luật. Đám đông sau đó tuần hành đến đồi Capitol theo lời ông Trump và thực sự đã chiến đấu. Họ tấn công cảnh sát bằng đủ loại công cụ như gậy, bình xịt hóa chất, chai lọ, bảng gỗ, bình cứu hỏa hay súng điện, vượt qua hàng rào an ninh và xông vào tòa nhà Quốc hội, hô hào, treo cổ Mike Pence, khi đó là Phó Tổng thống Mỹ chịu trách nhiệm chủ trì phiên họp xác nhận, hay Nancy đâu rồi, đề cập đến Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Hậu quả là 5 người đã thiệt mạng liên quan tới vụ bạo loạn, trong đó có 4 người biểu tình và 1 cảnh sát quốc hội. Hơn 140 cảnh sát cũng bị thương. Tại cuộc bầu cử lần này, ông Trump và những người ủng hộ ông gần đây đã tăng cường các cáo buộc vô căn cứ rằng các cuộc điều tra về các mẫu đăng ký cử tri bị nghi ngờ ở Pennsylvania là bằng chứng về gian lận cử tri. Ngày 1 tháng 11, ông Seth Bluestein, ủy viên thành phố Philadelphia, đồng chủ tịch hội đồng bầu cử thành phố, đã bác bỏ những tuyên bố sai sự thật của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump và những người ủng hộ ông về cuộc bầu cử ở bang này. Ông thề sẽ đảm bảo kết quả kiểm phiếu chính xác ở khu vực bầu cử lớn nhất ở bang dao động quan trọng này. Đối với những cáo buộc cụ thể đó, chúng rõ ràng là không đúng sự thật. Những cáo buộc về gian lận đăng ký cử tri tràn lan hoặc cử tri đăng ký bất hợp pháp đang nộp quá nhiều phiếu bầu qua thư là không đúng sự thật. Tuy nhiên, theo ông Bluestein, ngay cả khi đã có thông tin chính xác và dễ dàng cho công chúng kiểm tra, rất khó thuyết phục những người buộc tội. Ngày 1 tháng 11, Thống đốc bang Washington, Mỹ, ông Jay Inslee cho biết đã huy động một số thành viên lực lượng vệ binh quốc gia trực chiến do lo ngại khả năng xảy ra bạo lực liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Thông báo trên trang web cá nhân, Thống đốc Inslee nêu rõ, dựa trên thông tin hiện có cùng với những lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực hoặc các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến cuộc bầu cử năm 2024, tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ đang mở cuộc điều tra về 3 vụ cháy nghi ngờ do đốt phá nhắm vào các thùng phiếu ở Washington và Oregon chỉ hơn một tuần trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Cảnh sát nghi ngờ 3 vụ cháy là hành vi phá hoại có chủ ý và có liên quan đến nhau. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đã cảnh báo về khả năng xảy ra các vụ phá hoại thùng phiếu, cũng như nguy cơ các quan chức bầu cử trở thành mục tiêu tấn công của những cử tri cực đoan. Theo cuộc thăm dò của Strip News Ipsos công bố ngày 24 tháng 10, gần 75% cử tri Mỹ lo ngại về nguy cơ xảy ra bạo lực sau bầu cử, và hầu hết cho rằng nên triển khai quân đội nếu tình huống trên xảy ra. Tại các bang chiến địa, các quan chức cũng đang chuẩn bị ứng phó với những thông tin sai lệch, thuyết âm mưu, các mối đe dọa và bạo lực có thể xảy ra. Tại Philadelphia, Detroit và Atlanta, 3 trong số những mục tiêu mà cựu Tổng thống Donald Trump trước đó cáo buộc có hành vi sai trái về gian lận cử tri, các quan chức đã tăng cường hoạt động nhằm ngăn chặn tình cảnh hỗn loạn như năm 2020 lặp lại. Kho kiểm phiếu của Philadelphia được gia cố bằng hàng rào có dây thép gai. Tại Detroit và Atlanta, một số văn phòng bầu cử được lắp bảo vệ kính chống đạn. Ở Wisconsin, các nhân viên bầu cử đã được đào tạo về năng lực giảm leo thang và các điểm bỏ phiếu được sắp xếp lại để nhân viên có lối thoát nếu bị người biểu tình đe dọa. Tại Arizona, điểm nóng trong cuộc bầu cử 2020, khi Đảng Cộng Hòa cáo buộc bang này để xảy ra bỏ phiếu gian lận, các quan chức địa phương đã thảo luận cách ứng phó với thông tin sai lệch, bao gồm cả những hình ảnh giả mạo về gian lận có mục đích. Các quan chức nói rằng có một điều họ không thể dự đoán hoặc kiểm soát, đó là việc cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông có thể nói gì vào đêm bầu cử khi số phiếu vẫn đang được kiểm.
Theo hãng tin Reuters, Ủy viên thành phố Philadelphia Lisa Dilley, một thành viên của Đảng Dân Chủ cho biết, bà cùng 30 quan chức bầu cử khác của cả hai đảng đang chuẩn bị cho một kịch bản bầu cử năm 2020 tái diễn. Vào thời điểm đó, ông Trump và các luật sư của ông đưa ra những cáo buộc sai trái về việc bỏ phiếu vào đêm khuya và gian lận máy móc nhằm nỗ lực lật ngược kết quả thua cuộc. Sau những tuyên bố đó, các quan chức bầu cử trên khắp đất nước đã phải hứng chịu sự đe dọa và quấy rối từ những người ủng hộ ông Trump vì tin rằng kết quả cuộc bầu cử không chính xác. Hiện, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào khi được hỏi liệu có phản ứng lại trước một kết quả bất lợi hay không. Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump liên tục nói rằng mình đã chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, đồng thời ra hiệu rằng ông sẽ phản ứng nếu thua bà Harris. Ngoài những bang chiến trường chủ chốt, các quan chức bầu cử ở Arizona, Nevada, Wisconsin và Bắc Carolina cũng sẵn sàng tinh thần chuẩn bị. Tại Bắc Carolina, theo người phát ngôn Ủy ban bầu cử bang Patrick Cannon, một số văn phòng bầu cử đã lắp đặt nút báo động, kính chống đạn, máy quay an ninh và cửa làm chất liệu nặng hơn. Các nhân viên bầu cử đã được đào tạo để xoa dịu căng thẳng với các nhà hoạt động trở nên kích động. Cảnh sát được huấn luyện thêm về hướng dẫn luật bầu cử nhằm đề phòng những thách thức ngày càng gia tăng. Tại Wisconsin, cơ quan lập pháp của bang đã thông qua dự luật bảo vệ bầu cử trong năm nay, quy định tội danh mới cho việc hành hung quan chức bầu cử. Một số thành phố đã thúc đẩy thông qua các sắc lệnh nhằm vào những người tìm cách cản trở việc bỏ phiếu. Cụ thể, thành phố Madison hiện có một sắc lệnh quy định mức phạt $1,000 đối với những người bị phát hiện đe dọa hoặc cản trở công việc của nhân viên phòng phiếu. Hiện tại, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang khẩn trương thực hiện các cuộc vận động cử tri cuối cùng tại các bang chiến trường chủ chốt. Cả hai ứng cử viên đều tập trung cho các bang Arizona, Nevada, Bắc Carolina và Wisconsin. Ngoài ra, ông Trump tới bang Michigan còn bà Harris tới bang Georgia. Hai bang mà nếu ứng cử viên nào chiến thắng thì sẽ gây nhiều khó khăn cho đối thủ. Ngoài các bang chiến trường, cựu Tổng thống Trump còn vận động tranh cử ở một số bang thiên về Đảng Dân Chủ như New Mexico và Virginia, những bang mà bà Harris dự kiến sẽ chiến thắng. Động thái này được cho là nhằm đưa Đảng Dân Chủ vào thế phòng thủ. Một cuộc khảo sát ở New Mexico cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 9%, trong khi bà Harris cũng dẫn trước đối thủ ở bang Virginia. Tuy nhiên, kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy hai ứng viên vẫn đang bám đuổi rất xì xào. Theo cuộc khảo sát của The Hill Decision Desk HQ, bà Harris dẫn trước ông Trump trên toàn quốc, trong khi không có ứng viên nào có lợi thế hơn 2% ở bất kỳ một trong 7 bang chiến trường. Các lĩnh vực mà cử tri tại các bang chiến trường quan tâm bao gồm kinh tế, chăm sóc y tế, mối đe dọa đối với nền dân chủ, vấn đề người di cư và biến đổi khí hậu. Tính tới thời điểm hiện tại, số cử tri bỏ phiếu sớm ở Mỹ đã lên tới hơn 70 triệu người, bao gồm hơn 37 triệu người bỏ phiếu vắng mặt và 32,7 triệu người bỏ phiếu qua bưu điện. Tổng số cử tri đã đăng ký bỏ phiếu qua bưu điện là gần 67,5 triệu người. Trong mỗi kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ, lại xuất hiện nhiều cách dự đoán kết quả, có nhiều cách khá kỳ lạ, trong đó có một tiệm bánh ở Ohio dùng doanh số bánh quy để dự đoán kết quả bầu cử. Baskin Bakery, doanh nghiệp gia đình này đã kinh doanh bánh trong gần 100 năm ở Cincinnati, Ohio. Một lần nữa dự đoán kết quả của cuộc bầu cử sắp tới bằng cách đếm doanh số bán bánh quy mang hình mặt của các ứng cử viên tổng thống trên đó. Năm họ dự đoán sai là năm 2020 khi ông Joe Biden chiến thắng, mặc dù ông Trump và một số người ủng hộ ông vẫn nói kết quả của tiệm bánh là chính xác. Yeah, so historically we have been doing a cookie poll for 40 years now. Chúng tôi đã tiến hành các cuộc thăm dò bằng bánh bích quy trong 40 năm qua và điều tuyệt vời ở đây là có tới 9 trong 10 cuộc bầu cử trong 40 năm qua chúng tôi có kết quả đúng. Tôi nghĩ dự đoán kiểu này hay. Tôi thích nó và đã mua một đôi bánh. Tôi gửi đồ cho con gái ở Washington DC nên gửi kèm đôi bánh luôn. Dự đoán kiểu này kỳ lạ phết nhưng mà hay. Trong nhiều năm, chuyện này chỉ có ở Cincinnati thôi. Nhưng với phương tiện truyền thông trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội, cả nước đã biết tới. Chúng tôi đã gửi, có lẽ là một nửa số bánh quy này cho cử tri, có thể nói là các cử tri trên toàn quốc. Vì vậy, bây giờ, nó không chỉ còn là chuyện ở Cincinnati hay Ohio nữa, mà nó mang tính quốc gia nhiều hơn. Cháu một chiếc Kamala Harris. Cháu đã chọn ai, Brooks? Donald Trump ạ. Thế tại sao cháu lại chọn bà Kamala? Cháu nghĩ bà ấy tốt hơn ông Trump. Bà ấy có vẻ đẹp hơn và ông Trump đã là tổng thống rồi.
Cuộc bỏ phiếu bằng bánh quy năm nay tính đến ngày 1 tháng 11, ông Trump đang dẫn đầu với 30.943 bánh, so với bà Kamala Harris chỉ bán được 11.960 bánh. Các thành viên của cộng đồng người Mỹ theo Hồi giáo tham dự buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu, mùng 1 tháng 11 tại Washington, D.C. đã bày tỏ mối quan tâm của họ về cả hai ứng cử viên tổng thống trước ngày bầu cử. Chia sẻ của họ có thể khiến cả hai ứng cử viên đều không hài lòng, khi họ cho biết họ cảm thấy rất thất vọng về cả hai. Một số cử tri trẻ nói rằng họ đang nghiêng về các ứng cử viên độc lập. Omar Al-Mukhtar, một thanh niên người Mỹ Hồi giáo lần đầu tiên bỏ phiếu, đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden là phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Gaza, đồng thời nói rằng sẽ không ủng hộ Đảng Dân Chủ. Người Mỹ đã rơi vào bế tắc trong nhiều thập kỷ và họ cứ nghĩ rằng Đảng Dân Chủ sẽ cứu họ. Chúng tôi đã được thúc đẩy bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020. Và hãy nhìn những gì ông ấy đã làm. Ông ấy chính là người đã gây ra cuộc diệt chủng ở Gaza. Cuộc diệt chủng ở Gaza sẽ đi vào lịch sử với thực tế là diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ chứ không phải sự lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Một số cử tri người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo tức giận trước sự ủng hộ của Mỹ đối với cuộc tấn công của Israel ở Gaza và đang xa lánh ứng cử viên Dân Chủ Kamala Harris trong cuộc đua Tổng thống để ủng hộ ứng cử viên đảng thứ ba Jill Stein với số lượng có thể phủ nhận chiến thắng của bà Harris ở các bang chiến trường. Là một người Mỹ Hồi giáo và đặc biệt là một người Mỹ gốc Palestine, tôi hoàn toàn thất vọng. Có vẻ như không bên nào quan tâm đến việc ngăn chặn nạn diệt chủng và họ quan tâm nhiều hơn đến việc hỗ trợ nó và xem ai có thể hỗ trợ nhiều nhất. Nó gần giống như một cuộc cạnh tranh giữa bà Harris và ông Trump về việc ai có thể tài trợ nhiều tiền hơn cho Israel. Và đó là lý do tại sao những người như tôi và nhiều người Mỹ gốc Ả Rập Hồi giáo khác sẽ bỏ phiếu cho bên thứ ba, có lẽ là Jill Stein, Đảng Xanh. Một cuộc thăm dò cuối tháng 8 do nhóm vận động Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo thực hiện cho thấy, ở Michigan, nơi có một cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập lớn, 40% cử tri Hồi giáo ủng hộ ứng cử viên Stein của Đảng Xanh. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump nhận được 18%. Bà Harris, phó tổng thống của ông Biden, theo sau với 12%. Ông Trump đã cố gắng kêu gọi các cử tri Hồi giáo ở Michigan bằng lời hứa sẽ chấm dứt xung đột và mang lại hòa bình cho Trung Đông. Michigan có dân số người Mỹ gốc Ả Rập lớn nhất trên khắp nước Mỹ. Trong các cuộc bầu cử tổng thống gần đây ở các bang dao động, bang này đóng một vai trò rất cần thiết với Đảng Dân Chủ nếu muốn thắng. Trong khi còn nhiều cử tri vẫn lưỡng lự chưa bỏ phiếu và chưa chọn được người để ủng hộ, các cử tri bỏ phiếu sớm ở Omaha, Nebraska đã kêu gọi các chính trị gia gạt sang một bên sự khác biệt và giúp người Mỹ tìm ra giải pháp cho những thách thức chung. Tôi mong rằng mọi người, cả Dân Chủ và Cộng Hòa, sẽ cùng nhau phối hợp và thực sự giải quyết được những vấn đề mà chúng ta đang đối mặt hiện nay, hàng ngày, thay vì đấu đá với nhau. Cả hai ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Kamala Harris đã cáo buộc lẫn nhau, làm sâu sắc thêm sự bất hòa của một quốc gia phân cực sâu sắc. Cuộc đua đã thắt chặt và theo một thăm dò gần đây của Reuters Ipsos, hai ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ suýt soát nhau. Bà Harris dẫn trước được 44%, ông Trump 43% trong số các cử tri đã đăng ký trên toàn quốc, hoàn toàn nằm trong biên độ sai số thăm dò. Các cuộc thăm dò khác cho thấy cách biệt xích sao ở 7 bang dao động có vai trò quyết định trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Hơn 62 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, phá vỡ kỷ lục ở một số bang và mang lại hy vọng cho cả hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Các cuộc thăm dò cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang bám đuổi sát nút, kể cả ở 7 bang chiến địa có khả năng quyết định số phiếu bầu trên cả nước. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã khuyến khích cử tri bỏ phiếu sớm. Liên danh tranh cử của bà là ông Tim Walz cùng với Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama đều đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ông Trump cũng khuyến khích những người ủng hộ ông bỏ phiếu bất cứ khi nào họ muốn. Tính đến ngày 31 tháng 10, ít nhất 62,7 triệu người đã bỏ phiếu sớm, bằng với gần 40% tổng số phiếu bầu năm 2020. Tại bang Georgia, hơn 3,5 triệu người đã bỏ phiếu, tương đương 45% số cử tri đã đăng ký, đánh dấu mức cao kỷ lục. Dự báo có tới 70% cử tri Georgia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử này. Một số bang dao động khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Theo nhận định của một số chuyên gia, số lượng lớn phiếu bầu sớm giúp các chiến dịch tranh cử tập trung được nỗ lực nước rút khi ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 đang đến gần. Theo dữ liệu khảo sát tại 6 bang, gồm Colorado, Georgia, Idaho, Michigan, North Carolina và Virginia,
cử tri nữ giới chiếm khoảng 55% số phiếu bầu sớm và cử tri nam giới chiếm 45%. Đảng Dân Chủ hy vọng điều này sẽ mang lại lợi thế cho ứng cử viên của họ. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bà Harris đang dẫn trước đáng kể so với ông Trump trong nhóm cử tri nữ. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa cho biết các cuộc khảo sát cho thấy ngày càng có nhiều người ủng hộ ông Trump bỏ phiếu sớm. Tại cuộc vận động tranh cử vào ngày 30 tháng 10, ông Trump tuyên bố Đảng Cộng Hòa đã lập kỷ lục về số lượng cử tri bỏ phiếu sớm. Trong những nỗ lực cuối cùng đè bẹp đối thủ, tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Arizona vào thứ Năm 31 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump đã tấn công các đối thủ chính trị của mình bằng một loạt những lời lăng mạ cá nhân và nói rằng đất nước chỉ có thể chịu đựng đến thế. Trong cuộc trò chuyện với cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson, ông Trump đã gọi Tổng thống Joe Biden là tên khốn ngu ngốc và nói rằng Phó Tổng thống kiêm ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris ngu như một tảng đá. Ông cũng mô tả đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, bà Hillary Clinton, là một kẻ nói dối và một kẻ vô lại khủng khiếp. Cùng ngày, ông Trump kiện đài truyền hình CBS lên tòa án liên bang ở Texas vì chỉnh sửa bài phỏng vấn bà Harris trong chương trình 60 phút, yêu cầu bồi thường 10 tỷ đô la. Đơn kiện của ông Trump cáo buộc đài CBS đã có các hành vi mang tính đảng phái và bất hợp pháp, can thiệp đến bầu cử và tác động đến cử tri bằng cách chỉnh sửa bài phỏng vấn ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Để che đậy điểm yếu trình bày lan man của bà Kamala Harris, CBS đã sử dụng chương trình 60 phút để vượt qua ranh giới từ đưa tin đúng đắn sang thao túng và bóp méo tin tức. Nội dung đơn kiện nêu như vậy. Hồ sơ vụ kiện cho thấy ông Trump yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn. Ông Trump và các đồng minh suốt nhiều tuần qua chỉ trích CBS vì cuộc phỏng vấn bà Harris ngày 6 tháng 10, chỉ ra phần trả lời của Phó Tổng thống cho câu hỏi về xung đột Gaza trong chương trình phát sóng không được đưa đầy đủ như bản đăng trên mạng. Trong đó, câu trả lời được đánh giá là dài dòng và không rõ ràng. Họ cáo buộc CBS chỉnh sửa nội dung phỏng vấn để bà Harris trông uy tín hơn. CBS đã bác cáo buộc của ông Trump. Bà Harris và chiến dịch tranh cử cũng chưa bình luận về thông tin vụ kiện. Về phần mình, bà Kamala Harris khi phát biểu với người ủng hộ tại Reno, Nevada ngày 31 tháng 10 đã kêu gọi cử tri lật sang một trang mới, kết thúc thập kỷ Donald Trump. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ một lần nữa nói với những người ủng hộ rằng ông Trump ngày càng bất ổn và bị ám ảnh bởi sự trả thù. Bà Harris cũng đã chỉ trích những phát biểu mang tính xúc phạm của ông Trump về bảo vệ phụ nữ. Theo bà, tuyên bố mới nhất của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Trump rằng ông muốn bảo vệ phụ nữ của đất nước, bất kể phụ nữ có thích hay không, là xúc phạm tất cả mọi người, nhưng rất xúc phạm đến phụ nữ vì không hiểu được quyền tự quyết của họ. Theo bà Harris, những phát biểu vô cảm của ông Trump cho thấy cựu Tổng thống Mỹ không ưu tiên quyền tự do của phụ nữ và trí thông minh của phụ nữ để họ tự đưa ra quyết định về cuộc sống và cơ thể của chính mình. Cùng ngày, ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ Jennifer Lopez đã lên tiếng ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ tại một cuộc meeting ở Las Vegas. Lopez là ngôi sao xuất hiện gần đây nhất trong các cuộc meeting ủng hộ bà Harris. So với ông Trump, danh sách những người nổi tiếng ủng hộ bà Harris có phần dài hơn. Phần lớn đều là những nhân vật dẫn đầu trong lĩnh vực của họ, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo như Taylor Swift, Beyoncé, Eminem, Oprah Winfrey. Mỗi người đều sử dụng ảnh hưởng của mình để huy động và truyền cảm hứng cho người mà mình ủng hộ. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 được đánh giá là rất xích sao. Kết quả tại các bang chiến địa, chẳng hạn như Wisconsin, đóng vai trò quan trọng quyết định người chiến thắng. Tuy nhiên, cho tới lúc này, mọi thứ đều không thể đoán định đối với cả hai ứng cử viên. We need Trump! We need Trump! We need Trump! Trump 2024! Wisconsin voters insist on being unpredictable. And so we've got right now a race. Vẫn không thể đoán trước được cử tri Wisconsin sẽ bỏ phiếu cho ai. Hiện tại chúng ta đang có một cuộc đua tranh cử tổng thống với tỷ lệ 48-48. Nhưng thực sự, điều đó có nghĩa là có 2% người Wisconsin chưa quyết định họ muốn bỏ phiếu cho ai. Đây là một bang rất chia rẽ, rất độc lập. Và vì vậy tôi nghĩ thực sự mọi thứ đều sẵn sàng diễn ra. Nó có thể đi theo bất kỳ hướng nào vào đêm bầu cử. Bên cạnh các cuộc vận động tranh cử, các bên cũng đã chi bộn tiền cho các chiến dịch quảng cáo phức tạp và tốn kém. Theo công ty nghiên cứu thị trường eMarketer, chi tiêu cho quảng cáo chính trị ở Mỹ trong năm 2024 ước đạt 12,32 tỷ đô la, tăng so với mức chi 9,57 tỷ đô la cho cuộc bầu cử cách đây 4 năm. Liên quan đến vụ kiện tỷ phú Elon Musk thưởng triệu đô la cho cử tri,
Tại phiên điều trần ngày 31 tháng 10 ở Philadelphia, bang Pennsylvania, thẩm phán Angelo Foglietta nói sẽ không thúc đẩy vụ liên quan tới chương trình thưởng $1,000,000 cho cử tri của tỷ phú Elon Musk trong thời gian chờ tòa án liên bang xem xét có thụ lý sự việc hay không. Quyết định này đồng nghĩa với việc ông Musk sẽ được quyền tiếp tục chương trình trao thưởng $1,000,000 mỗi ngày cho cử tri may mắn khi họ ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ hiến pháp. Vụ kiện do công tố viên bang Pennsylvania khởi xướng nhiều khả năng sẽ không được giải quyết trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Ông Musk được yêu cầu tham dự phiên điều trần nhưng đã không xuất hiện.